Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Lê Phong sinh năm 1963, ngụ tại tỉnh Bến Tre, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Phong có liên quan đến những vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại thành phố Long Xuyên. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang thực hiện khám xét nơi ở của ông Huỳnh Lê Phong tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. Ông Huỳnh Lê Phong cùng bị can Nguyễn Thiện Thanh, cán bộ phòng tài nguyên và môi trường thành phố Long Xuyên, bị cáo buộc là không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định cho nhiều hộ dân. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1988, ngụ tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh sinh năm 1976, ngụ tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can trên. Cả hai bị khởi tố để điều tra vì vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc.